Bộ Ngoại giao Nga nói về yêu cầu kỳ lạ của các nhà ngoại giao Mỹ. Các nhà ngoại giao từ Hoa Kỳ đã kêu gọi các đồng nghiệp nước ngoài của họ với yêu cầu khẩn thiết là không được chụp ảnh với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, Sergei Lavrov. Điều này đã được bà đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, tuyên bố trên kênh Telegram của mình. Bà tuyên bố rằng, bằng cách này, các nhà ngoại giao Mỹ đang cố gắng chứng minh cho cộng đồng thế giới thấy sự cô lập của Liên bang Nga. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Mỹ đang chạy từ nhà này sang nhà khác ở các quốc gia khác nhau và cầu xin, lúc này xin đừng cười lớn, là đừng chụp ảnh với Lavrov. Bà Zakharova viết như vậy. Theo lời bà, các nhà ngoại giao Mỹ lo ngại rằng Nga sau này có thể sử dụng những bức ảnh này để chứng minh không có sự cô lập và nâng cao hình ảnh của mình. Bà Zakharova nói rằng Moscow không sử dụng các bức ảnh cho các mục đích liên quan. Bà giải thích rằng chính sự ngu ngốc, tính quá tự tin và hoàn toàn thiếu hiểu biết về thực tế của các quan chức cấp cao ở Mỹ đã giúp Liên bang Nga tránh khỏi sự cô lập. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ hội đàm với lãnh đạo Ai Cập vào ngày 24 tháng 7. Là một phần của chuyến công du châu Phi, ông cũng sẽ đến thăm Ethiopia, Uganda và Cộng hòa Congo.